Chị Phan Thị Thu Hà, công nhân của công ty điện lực Thái Nguyên là một bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm. Năm 2006, sau một lần bị trượt chân ngã, hệ thống xương khớp phần hông của chị bị chấn thương. Ban đầu, chị chỉ nghĩ đó là sự va chạm nhẹ. Mãi đến một năm sau, thấy có những triệu chứng bất thường, đau trong cơ thể. Chị đi kiểm tra thì được chẩn đoán là bị gai cột sống. Sau đó đi khám ở bệnh viện, chụp X-quang mới phát hiện ra mình bị thoát vị đĩa đệm. Trong khoảng thời gian đó, chị thấy khó chịu trong cơ thể. Bệnh đã gây ra những khó khăn, cản trở mọi sinh hoạt và công việc của chị. Trong cái thời gian đấy nó đau thì nó chỉ cảm giác là như không ngồi được. Tức là không ngồi được và đi xe ấy, thì nó bị tê một tay. Một tay này thì nó lại tê cả cái chân bên 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 chân trái nữa. Tức là nó đau, nó chèn vào cái dây thần kinh ấy. Thì cũng nghĩ là như các bác sĩ đông y thì họ nói là đấy là mình bị viêm dây thần kinh. Sau khi tìm tòi chữa trị nhiều nơi không khỏi, năm 2010, được bạn bè giới thiệu, chị tìm đến với phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ. Đến đây, chị được các bác sĩ tư vấn điều trị chu đáo và bệnh tình của chị từng bước hồi phục. 10 ngày đầu tiên thì là chị cảm thấy là nó đỡ là vì chị đã bị tê tay rồi, tê tay vào một chân. Nên là chị thấy đỡ nhiều thì bắt đầu là gọi điện về cho gia đình thì gia đình cũng nói là ở lại được khoảng một tháng. Thì chờ lại một tháng để điều trị. Từ giờ đến điểm đấy cho đến bây giờ thì không bị đau nữa. Vợ tôi sau khi về đi làm thì thấy đi lại bình thường. Và những cái cuộc sống gia đình nó trở lại bình thường rất là tốt. Con cái gia đình vui vẻ, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Và qua đây thì tôi mới thấy được rằng tư vấn của bác sĩ là một vấn đề, nhưng còn tận tình của nhân viên trong trung tâm nữa cũng là điều rất tốt. Các chị thường xuyên điện thoại hỏi thăm xem là chị đi đứng thế nào, và không điện cho vợ lại điện cho chồng là anh thấy chị thế nào rồi sinh hoạt ngủ nghỉ ra sao, thì tôi thấy nó rất là vui. Bên cạnh điều trị ở phòng khám, chị được bác sĩ hướng dẫn tập luyện các bài tập hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm. Giờ đây chị Hà đã vui vẻ trở lại, không còn cảm giác khó chịu như trước nữa.